Các bạn ơi, tôi trồng một lần cây này nó là lúa nếp, sau 6 tháng nó được một bông, duy nhất một bông. Thế thì lần này tôi cắt cây, cắt đến gốc, thế thì cứ để nguyên đấy, mà duy nhất có mỗi một cái đựng cái này là cái can đựng 5 lít nước hay là có 3 lít ấy nhỉ, không nhớ. Bao nhiêu lít? Thế xong là cứ để thế, nó lại ra đợt mới, rồi bây giờ nó ra năm nay nó lại ra bao nhiêu là hạt. Thế tôi mới đang thắc mắc là sao nhà nông họ không làm này nhỉ? Họ cứ gặt đi xong là họ lại trồng. Để làm gì? Đây này. Chưa nó ra quả rồi nhá. Nó ra hạt rồi mà nó lập tức nó ra mấy cái mầm, ba cái mầm ở dưới này này, các bạn thấy không? Cho nên nếu mà đợt này tôi đi gặt mấy cái bông già này, tôi cũng lại để nguyên như thế. Năm này qua tháng nọ mà gần như không cho một cái gì vào đây. Đấy, chỉ cho tí nước.